bé nhìn nhìn hướng bên đây nè. Dạ. Nhìn hướng bên kia nhờ chút đỏ. Sao sao em không nhìn thấy ai mặt ai luôn ạ? À? Mắt em cận. Em biết gần nhất với em là anh Hồ Quang Hiếu không? À vâng, chào anh. Anh nói gì đi anh? Anh Hiếu. Giờ giờ nói rồi đó, anh nói đi Hiếu. Chào chào hai bé. Dạ. Hello. Mà nghe tên đi uống nước ngoài người ta. Anh ơi. Nghệ danh thôi. Puka cũng tên nước ngoài mà. Ờ đúng rồi. Puka Đồng Tháp nước ngoài gì? Xin hỏi hai bạn ai là người chơi trước? Hay là quẳng thù xì đi chị? 1, 2, 3. Thắng. Chơi trước. Được quyền quyết định. Em chơi trước vậy, để em chơi trước. Hãy chọn vị trí em mong muốn, chắc chắn còn sau nữa. Em chọn anh Dinh Phạm. Anh Dinh Phạm. Dinh Phạm vị trí được chọn. Vậy luôn á. Mê gì mà mê gì. Mê gì mà còn mù quá thiệt chứ. Thưa quý vị, vòng 2 xin được phép bắt đầu. Câu hỏi dành cho Xuân Phạm. Một câu thật dễ đi anh ạ. À. Đà điểu rút đầu xuống cát khi sợ hãi, đúng hay sai? Sợ là phải bỏ chạy chứ, tại đà điểu chạy rất nhanh. Đúng. Con vật gì ngay cả con người sợ quá, nếu như mà bản chất mình là nhát á là thường sẽ bỏ chạy. Mà chưa kể con đà điểu là một con chim rất là to. Đúng rồi. Và nó dư sức đánh lại những con vật khác nếu như mà nó có khả năng. Bởi vậy cái việc mà nó rút đầu xuống cát á là anh thấy nó bully lắm. Thì tại sao nó rút đầu xuống cát? Đó là một thói quen của con đà điểu. Lý do tại sao? Tại bởi vì nó thích ăn cát. Cái gì? Em thấy cái đó hơi kỳ á. Sao cát, tại vì Harry, có nghĩa là một ngày kia nó ăn cây cỏ xong nó cảm thấy là ồ, những cái này nó không có đủ sức khỏe, nó phải ăn cát. Bởi vì trong cát có một cái chất. Có chất gì? Thường á em nghe gà đồ á hay ăn sỏi, ăn đá rồi vô để cho dễ tiêu hóa thức ăn á. Không mà thấy đà điểu ăn cát người ta không. Nhưng mà mình đâu có gì đâu lạ. Tại nhiều khi con người mình cũng gặp đất quả gì. Cái gì đó? Vi còn gặp đất mà ăn thì cũng chỉ còn đà điểu con em. Con người mình còn gặp đất được mà em. Nói chung là câu trả lời của em á là sai. Bởi vì nó không sợ hãi mà nó thèm ăn cát thôi. Cái kiểu như mà mình yêu mà mình mê người ta, mình thích người ta là mình phải tin thôi. Tin hay không? 5 4 mê 3 quá, không mê, tin quá, tin mê quá rồi. Em tin anh Hương rồi ạ. Em tin anh nha. Tin Chun. Đây.